Chào mừng trở lại với một video TikTok rap rẻo lẻo mèo. Thứ nằm ở bên trái của bạn sẽ giúp bạn chống lại sự đen tối này. Hãy bình luận ở dưới phần comment. Của mình là một cái cái muỗng múc nữa hả? Để tôi đoán, sẽ có cái mặt hiện lên và bảo rằng nửa đi đúng không? Thế cho biết ngay mà. Bạn muốn tát gì hả? Hay để tôi tát bạn cho. Đánh lại đi nào. Cái thứ vô liêm sỉ này. Oh no. Tôi nói thiệt rằng chỉ cần các bạn gắn cái mặt của ba người này vào bài nhạc nào thì cái bài nhạc đó nó sẽ thành một cái thảm họa. Đúng là muốn trưởng thành là phải đi qua thung lũng các bạn ơi. Cái gì vậy? Oh my god. Tội nghiệp thiệt chứ. Đây là hình ảnh của một chú mèo nghiện 3 năm các bạn ơi, chưa dứt được. Các bạn hãy để lại một like, chia sẻ và cầu nguyện để giúp chú mèo này có thể vượt qua cơn nghiện và trở về hòa nhập với xã hội nha. Bà nội nó. Cái con này giống như kiểu cái con nồng nọc vậy đó. Không để, nồng nọc từ bồn cầu xả ra ống cống, mà ống cống thì nó sẽ ra biển. Các bạn hiểu ý mình không? Sao mà hiểu được. I made Tom Holland out of 1600. Như là xếp hình người bằng 1600 cục Rubik. Các bạn làm ơn để cho cái Rick Roll này chết được không? Tại vì tôi chịu hết nổi rồi. Một là nó đi, hai là tôi đi. Tình cảm của tôi dành cho cậu. Cảm giác như thế nào vậy? Oh no, quăng thùng rác hả? Tôi đến đây là để cười chứ không phải là để cảm nhận. Chúng ta phải bỏ qua những cái thứ nhân văn đẹp đẽ thế này và đắm chìm vào trong cái sự thiểu năng đi. Oh my god. Các bạn, mẹ tôi mà thấy cái này là chắc chắn sẽ thất vọng lắm. Cái này là dùng để là cái móc áo á. Trời ơi, đầu óc đen tối. Ôi, tôi thất vọng về bản thân mình quá. Các bạn cũng nên tự kiểm điểm đi. Màu yêu thích của cô ấy là màu đỏ, nên là tôi cho cô ấy coi cái thành tựu của tôi. Thua. Nếu như tình yêu là một trò chơi thì đây chỉ là thành tựu của mình. Là ăn rong biển hả? Đúng là gừng càng dài càng cay mà. Vì đây, Huệ Nguyễn, nick số 2. Có nghĩa là đã từng có nick số 1 đúng không? Chắc là đi cà khịa người ta nên là bị xóa ạc nè. Cái âm nhạc này. Đâu. Lần đầu tiên cũng là lần cuối tôi coi cái này. Là cách đây 5 năm rồi mà tôi vẫn không quên được nó. Khốn nạn thiệt sự. Có hai thứ mà tôi muốn quên. Một là Biko, hai là người yêu cũ. iPhone, iBed. Giường hả? Idol cửa luôn, TV luôn. ITV. I love you. Oh my god. Ngọt ngào quá. Mặc dù mình không có thể tưởng tượng được là mình lại nhận được cái sự yêu thương này từ một đứa được rửa, nhưng mà ok, mình chấp nhận hết. Mình thiếu thốn lắm rồi. Làm gì đây? Ê, để cái chỗ kỳ cục vậy. Không, cái kêu massage đó mọi người. Mình A few moments later. What the fuck? Mình không còn ngủ. Mình còn câu trả lời. Làm sao mà cái tay nó có thể nó giống như là cái khớp cho đây nó không tồn tại vậy đó. Nó quay 360 độ luôn. Oh my god. Nhìn nó ghê quá. Hồi xưa á, là mấy người lớn tuổi hay dùng răng giả để hù trẻ con đúng không? Là mấy đứa nít nó sẽ sợ. Còn cái ông này á, mà ông cầm cái tay ông ngơ quơ ấy là tôi sợ đó. Đây là đất sét hả? What the fuck? What the fuck? Có con gián nữa kìa, trời ơi. Ai cứu Tử Cường đi. Oh my god. Chơi búp bê nè, chơi ô tô điều khiển là lỗi thời rồi. Bây giờ là người ta chơi Vicket. Tôi thất vọng về loài người quá. Nó kiểu như là chúng ta đang tiến hóa gì đó. Nhưng mà tiến hóa lùi. Hãy từ bỏ nhân tính và trở về làm khỉ. Oh no.
Các bạn nhìn cái mặt hạnh phúc khi mà chơi cái món đồ chơi làm từ phân. Niềm vui của bọn con trai đơn giản vậy thôi. Chúng tôi chỉ mong hàng ngày được chơi Vicky. Oh my god các bạn ơi, mình sợ quá. Đây là con quái vật ba đầu. It's going to be a good day. Please no, please no. Phew. Oh, my rap, are you okay, B? Okay then. Wait, what? Melons? Oh, what the fuck? Steve! Cái gì đang xảy ra vậy? Steve, what the... Oh my god. Tôi vẫn nhớ ngày đó, tôi xem một con nhà đất. Mà bây giờ, cái game nó như thế này sao? Đúng là thời gian nó trôi nhanh quá. Ra sỏi mờ người Việt Nam ơi. Hình đường siêu quê người Việt Nam ơi. Bobby stick nước ngoài người Việt Nam ơi. Con video mà bụng tôi nó quăng quẳng. Ủa đúng không ta? Sao nghe nó sai trái thế nào ấy? Nói chung là tôi rất là đói luôn á. Bạn vô tình va phải một thiếu nữ khi tham quan hồ bán nguyệt. Cái là cô Cẩm Lan Sục thì phải. Thật ra là tôi học cùng trường với lại cô Cẩm Lan Sục á. Thì hồi bữa tôi đi ngang qua tiệm lái xe, tôi thấy cô Cẩm Lan đang bấm điện thoại. Tôi muốn bắt chuyện lắm nhưng mà tôi sợ ăn cái guốc vào mặt. Đừng cuộn lên, hôm nay là sinh nhật của tôi. Bạn có thể nói chúc mừng sinh nhật được không? Ok, cứ như là anh ấy bị khiếm thính hay gì hả? Thôi mình sẽ lên mạng coi cách để chúc mừng sinh nhật bằng tiếng thổ ngữ. Oh my god. cái nhẫn thuật gì đây? Anh mới tới đó sư. Đẻ thằng con nó khốn nạn thiệt sự. Biết xưa tao đẻ được quả trứng tao ăn coi rồi. Wow, my god. Oh no, sao lại chọc chị Lê Bóng của tôi? Các bạn để ý rằng là Lê Bóng á, kiểu có mỗi lần mày muốn nhảy gì đó là sẽ lè lửa ra. Không hiểu luôn. Chữ cái xuất hiện ở đốt ngón tay cái bên trái của bạn chính là chữ đầu tiên trong tên soulmate của bạn. Oh, soulmate có nghĩa là bạn đời, cái trung thành lâu dài các bạn. Chữ R hả? Rắn hả? Rầu rụ. Rồng. G-Dragon. Cái con la chiếc gì đấy? Để coi của mình là gì đây. Của mình cũng là chữ R kìa các bạn. Lẽ ta, không lẽ Rick Astley. Các bạn xem Jojo quá 150 phút. Jojo pose. Jojo pose. Trời đỉnh thế nha. Thôi bạn à, đừng nói nhiều nữa. Chúng ta yêu nhau được không? Tôi chưa thấy một người con gái nào mà có thể hiểu biết nhiều anime thế này. Khát nước quá. Cái gì? Bạn không cần nước đâu, bạn cần liêm sĩ. Con làm sao không? Oh my god. Kênh anh này vui thực sự, mong anh không có ngư. Cảm ơn em. Nụ cười giả dối. Mình mong rằng các bạn đừng xuống comment và làm điều tương tự nha. Hãy xuống comment và ghi rằng chúc anh tiền cái cô bồ gì đó. Nhớ mình đi nào. Bếp của mình đang nghĩ gì? Chó đẹp vậy? Nhưng mà không đẹp bằng bạn. Ây da. Lỡ ngôn tình. Ồ, để coi thử coi mình đang nghĩ về thứ gì. Bạn đó. Đây cái máy súng lông coca hả? Ai cho mượn được không? Chụp ảnh hởm mong ngửi người yêu kèm dòng tin nhắn bao giờ em không có ở nhà. Người yêu rep liêu liêu đời của trường. Khi người yêu của bạn là trẻ con. Ở khoan đã. Em hỏi anh yêu bản thân như nào á? Như này này. Yêu lắm luôn. Tôi bỏ ra 3 tiếng để nặng đất sét chăm chỉ và sau đó ở nơi tận cùng đau đớn. Người quay clip. Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa. Giống như có thể tôi lại quá khứ. Oh my god. Một người đàn ông bị hành hạ dã man. Các bạn hãy để lại một like cầu nguyện. Vì đây là một tai nạn khủng khiếp có thật 100% mà bạn chưa biết. Kinh khủng vậy. Mấy cái trò chơi tàu lượn này các bạn mình sợ lắm. Có mấy cái vụ mà người ta ngồi bên trong mà quên mang dây an toàn cái văng ra ngoài luôn.
Gì ghê vậy? Ở khoan đã, tôi không nên cười các bạn ơi. Đây là một câu chuyện buồn, các bạn hãy dành một phút tưởng niệm. Vâng, đây chính là thiếu sót của ngày hôm nay. Mời mọi các bạn thứ này đưa cho mình một like, share, subscribe và hẹn các bạn ở video ngày mai nhé. Bây giờ thì tại hạ xin cáo từ.